Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay lại đây với một thủ thuật tiếp theo. Đó chính là lỗi sạc pin điện thoại iPhone. Khi mà các bạn cắm vào thì lúc mà nó lúc lên lúc không rất là khó chịu. Nhiều khi nó lên xong tắt, nó lên xong tắt. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn nhanh nhất để các bạn khắc phục cái lỗi này nha. Đầu tiên các bạn cần một cái miếng vải như thế này, miếng vải mỏng. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái tua vít, cái tua vít đầu dẹp nha. Đây, một cái tua vít đầu dẹp. Kế tiếp chúng ta sẽ cần một cái nhíp. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đây là cái cục sạc của mình. Đây, cục sạc của mình này. Các bạn có để ý cái cục sạc này nè, là khi mà nó bị vậy nó sẽ bị đen cái đầu. Đây, đen cái chân số 4, số 5 luôn nè các bạn. Và cái mặt kia nó cũng vậy. Cái mặt kia nó cũng sẽ bị đen cái chân. Các bạn thấy không? Vậy để khắc phục thì mình sẽ làm sạch cái chân này bằng cái dẻ này. Chúng ta sẽ kẹp cái đầu tua vít vào cái dẻ, sau đó sẽ vệ sinh cái này nha. Các bạn không nên chà tua vít trực tiếp vô nha, nó sẽ gây chặt mạch đó. Chúng ta sẽ làm tương tự với mặt kia. Rồi, xong rồi các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó, sau khi mình vệ sinh cái này thì mình sẽ vệ sinh cái chui trong đây cũng bằng cái tấm vải này luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ đưa cái nhíp vô. Đây, cái nhíp vô. Cái nhíp vô như vậy nha. Tránh tiếp xúc kim loại trực tiếp với mấy cái chân đồng. Rồi, sau khi vệ sinh máy xong, chúng ta sẽ test thử. Mình sẽ mở nguồn điện lên, bắt đầu cắm. Ok rồi các bạn. Đây nè, mình sẽ cắm lại nha. Mình sẽ đổi đầu. Đó. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách mà các bạn khắc phục cái lỗi sạc điện chập chờn trên iPhone. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Video của mình tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.